Liverpool đang hướng đến một mùa giải bội thu danh hiệu thì bỗng tụt mút nặng nề với thông báo của Jurgen Klopp. Ông thầy người Đức sau 9 năm gắn bó đã đưa ra quyết định chia tay lữ đoàn đỏ khi mùa giải năm nay khép lại. Bởi thế nên, những chiến binh vùng Merseyside sẽ thi đấu hết mình để gặt hái được nhiều nhất những danh hiệu có thể. Sau đó thì áp lực sẽ đè nặng lên vai của giới thượng tầng. Câu hỏi mà họ cần trả lời đó là làm thế nào để duy trì được đế chế vĩ đại như hiện nay sau thời của Jurgen Klopp đây. Giới chủ, đặc biệt là tập đoàn thể thao Fenway, hiển nhiên là đang có những đắn đo sau hậu trường. Ngay từ lúc này, có lẽ những gương mặt đưa cho vào diện cần chăm chút kỹ lưỡng cũng đã được họ bắt đầu mở chiến lược tiếp cận. Và trong những ứng viên tiềm năng nhất, sẽ thế nào nếu Jose Mourinho bỗng dưng xuất hiện đây? Quả thực với những người hâm mộ bóng đá tại nửa đỏ thành Merseyside, họ hiển nhiên sẽ vui buồn lẫn lộn nếu thông tin này là sự thật. Người đặc biệt vừa chia tay Roma vào giữa tháng 1, tiếp tục kết thúc kỷ nguyên với một tập thể nữa trong năm thứ 3 của mình. Nhiệm vụ của ông tại nước Ý đã kết thúc, những chiến tích cũng đã được tạo nên, chỉ tiếc một cái kết đẹp như mơ thì không thể đến trong mùa giải thứ 2. Hiện tại thì ông đang khá rảnh rang để chấp nhận một công việc mới. Không giống như là Jurgen Klopp, chiến lược gia này hiển nhiên là chưa muốn một điểm kết thúc tạm thời, thay vào đó là ngay lập tức tìm về một bến đỗ, tiếp tục hành trình săn danh hiệu. Tuy nhiên vấn đề trong thương vụ này thì không cần đến một người có chuyên môn cao để thấu hiểu vấn đề. Thực lực của Jose Mourinho thì cả Premier League đều đã phải công nhận, chứ không có lý do gì ông nắm quyền ở ba đội bóng hàng đầu, đặc biệt là Chelsea cùng với hai nhiệm kỳ đến như thế. Vấn đề là phong cách phòng ngự chủ động của chiến lược gia lỗi lạc này thì vẫn bị xem là ao meta từ lâu rồi. Nước Ý thì có thể không phải là vấn đề, một số tập thể thèm khát danh hiệu điên cuồng, vẻ đẹp trong cách vận hành cũng chỉ là thứ yếu. Nhưng Liverpool thì lại là một câu chuyện khác khi họ đang được yêu mến với triết lý Gegen Pressing của Jurgen Klopp. Một lối bóng đá giàu năng lượng, khác hoàn toàn so với những gì mà Jose Mourinho thường đem đến. Vậy nên có khả năng là mối lương duyên này sẽ khó lòng đơm hoa kết trái. Đây là Liverpool và họ sẽ có hướng đến khác, bền vững hơn thay vì sở hữu một sự hủy diệt từ 2 đến 3 mùa giải để rồi bắt đầu một guồng quay mới. Cách thi đấu cũng là lý do Diego Simeone của Atletico Madrid dù có xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng cũng không phải là một lựa chọn phù hợp với Liverpool. Dù rằng El Cholo đã đưa tập thể Atletico Madrid của mình tiến đến hai danh hiệu La Liga rồi có cả lần vào đến chung kết Champions League nữa. Mùa này thì cách thi đấu của Diego Simeone đem tới điểm nhấn bằng khối đội hình 3-5-2 cùng với sự thanh thoát của hai wingback đang tạo nên nhiều những màn trình diễn ấn tượng. Họ đang có được hiệu suất ghi bàn nhiều hơn bao giờ hết so với những mùa bóng trước đó. Nhưng khi thành công vẫn chưa tới, người ta sẽ vẫn chỉ biết đến người đàn ông này từ phong cách đổ bê tông với cả những đội bóng kém mình 10 bậc trên bảng xếp hạng. Cholo vẫn hắc ám khi mà dòng đời đưa đẩy và tưởng tượng xem những Soboslai, Gravenberch khi bị bắt chơi co cụm về phần sân nhà, họ sẽ cảm thấy như thế nào. Bởi thế, khi những ứng viên này có tỷ lệ trở thành người kế vị Jurgen Klopp khá thấp, hãy cùng đến với gương mặt được kỳ vọng nhất. Đó không ai khác ngoài Xabi Alonso đang nắm quyền tại Bayer Leverkusen, một huyền thoại bóng đá đã chinh chiến và giành hào quang ở khắp những đấu trường đỉnh cao nhất. Một người mà Jose Mourinho đã dự đoán chuẩn xác về giai đoạn cầm quân ngập tràn nắng ấm cách đây cả chục năm. Đội bóng nước Đức dưới bàn tay của Xabi Alonso đang dẫn đầu Bundesliga với 2 điểm nhiều hơn Hùm Xám sau vòng 19. Người ta vẫn nghi ngờ về khả năng xoán ngôi của vị huấn luyện viên trẻ tuổi cùng tập thể giàu tham vọng. Nhưng ngay cả khi Bayer Leverkusen chưa sẵn sàng vô địch, huyền thoại của Jacob sẽ sẵn sàng trở lại để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Anfield. Xabi Alonso cũng đã từng làm việc dưới thời của những Benitez, Mourinho, Ancelotti, Pep Guardiola, nên sự dung hòa những điều tinh tế nhất biến anh trở thành ứng cử viên hàng đầu cho lữ đoàn đỏ thời điểm này. Jacob sở hữu phong cách chơi có sự đồng điệu lớn với Bundesliga và thật trùng hợp khi mà Xabi Alonso đang dẫn một tập thể cùng sở hữu triết lý như vậy với mật độ work rate khủng khiếp vào các cầu thủ. Thêm vào đó, vào tháng 11 năm ngoái, thì giám đốc điều hành Leverkusen Fernando Caro đã tuyên bố rằng những thỏa thuận không có trên giấy tờ với ông cũng sẽ được xem xét. Thông điệp rõ ràng được đưa ra rằng Leverkusen sẽ không cản Alonso nếu như ông tìm thấy được bến đỗ tiềm năng hơn cho mình. Nhắc đến bóng dáng huyền thoại của Liverpool, ngoài Xabi Alonso thì còn đó Steven Gerrard nữa. Thậm chí số 8 huyền thoại trong những năm tháng tại Rangers từng được đánh giá rất cao với tỷ lệ thắng khủng khiếp. Cho đến khi ông chuyển đến Aston Villa thì vấn đề bắt đầu lộ diện. Những hứa hẹn về một phong cách thi đấu rực cháy, một triết lý chiến thắng thuyết phục sau cùng đã không thành hiện thực. Bầy sư tử sau đó tìm lại nguồn sống ngay lập tức với bàn tay phép thuật của Unai Emery. Còn Steven Gerrard thì lạc trôi sang Saudi Pro League và tiếp tục gặp khó khăn với Al Ittihad. Nhắc về cách thi đấu của hai tập thể gần nhất mà ông dẫn dắt, sự nhạt nhòa là điều cần phải thừa nhận. Mảng miếng tấn công thường thiếu đa dạng, thay vào đó là sự chắc chắn, chắc đến mức cực đoan cũng đôi khi. Và sau Jordan Henderson rời Ả Rập để trở về châu Âu chỉ trong 6 tháng,
Ít hay nhiều thì Steven Gerrard cũng là một phần nguyên do, khi mà đội bóng giờ đây đã chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu cho danh hiệu. Việc sau mùa giải năm nay, huyền thoại Liverpool chuyển đến một bến đỗ khác là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà về đội bóng năm xưa trong bối cảnh năng lực dẫn dắt còn đang bị đặt dấu chấm hỏi, chắc là anh không làm điều đó đâu. Cái tên thực sự được xem là ứng viên thứ hai cho chiếc ghế chỉ đạo tại Liverpool sẽ là Zinedine Zidane, một vị thuyền trưởng đã giành Champions League ở cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông có 3 chiếc cúp tai voi cùng với Real Madrid, một bậc thầy thực sự tại trời Âu mà lúc nào cũng nhận về những sự săn đón từ những tập thể hàng đầu. Vấn đề sẽ là làm thế nào để giới chủ Liverpool trèo kéo được ông, bởi vì sự cẩn trọng của chiến lược gia này là điều mà ông cũng đã đôi lần thể hiện với báo chí. Zidane vẫn chưa tìm được một bến bờ ưng ý sau giai đoạn dẫn dắt Real Madrid từ lứa U17, U23 cho đến đội hình chính thức. Liverpool là một tập thể giàu tham vọng, có truyền thống và sự nhẫn nại với những huấn luyện viên. Vậy nên trong trường hợp này, có lẽ Zizou sẽ quan tâm đến chiếc ghế chỉ đạo của đội bóng thành phố cảng. Cái tên tiếp theo có thể được đưa vào tầm ngắm sẽ là Julian Nagelsmann, đương kim huấn luyện viên của đội tuyển Đức. Bởi vì hợp đồng của huấn luyện viên 36 tuổi này với đội tuyển quốc gia Đức chỉ có thời hạn đến tháng 7, tức là sau kỳ Euro. Mà khi vấn đề của nền bóng đá này không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho người cầm quyền ở băng ghế chỉ đạo, khả năng cao là Nagelsmann sẽ trở lại với công việc ở câu lạc bộ mà thôi. Một huấn luyện viên tài năng đã gây dựng tiếng vang tại RB Leipzig, có những năm tháng dẫn dắt Bayern Munich. Ở độ tuổi như vậy, Nagelsmann hoàn toàn có thể là một thử nghiệm mới mẻ, tạo nên một luồng sinh khí mới cho Liverpool sau kỷ nguyên của Jürgen Klopp. Là một huấn luyện viên tại Bundesliga gắn liền với bóng đá Đức, hiển nhiên là Nagelsmann hiểu cách tiếp nối thành công từ đội bóng thành phố cảng nước Anh. Những huấn luyện viên trẻ tuổi thời điểm này cũng không chỉ có Alonso, Gerrard và Nagelsmann đáng lưu ý. Tại Bồ Đào Nha, còn có huấn luyện viên trưởng của Sporting Lisbon Ruben Amorim cũng đang được xét đến là phương án phù hợp để kế nhiệm Jürgen Klopp. Theo tờ Correio da Manhã, huấn luyện viên 39 tuổi này vẫn đang được đánh giá xuất sắc với năng lực cầm quân của mình. Amorim đến Sporting vào năm 2020 và đưa tập thể này đến chức vô địch Primeira Liga mùa 2021, cùng với đó là 2 danh hiệu cúp quốc gia nữa. Vấn đề sẽ là The Kop cần khoản phí 20 triệu euro để phá hợp đồng của thuyền trưởng này với đội bóng chủ quản. Nếu họ muốn, chắc chắn đây sẽ không phải trở ngại. Nhưng khi mà những sự lựa chọn vào lúc này đang là rất nhiều, thì một pha đầu tư mạo hiểm không cần thiết là điều nên tránh. Liverpool có còn là chính mình sau kỷ nguyên của Jürgen Klopp? Man City có khi nào sẽ trở thành độc cô cầu bại sau khi ông thầy người Đức rời chiếc ghế nóng hay không? Những điều đó sẽ cần đến thì tương lai để có thể trả lời. Chiếc ghế nóng tại Anfield đang rất hấp dẫn, nhưng cũng không kém phần áp lực với bất cứ chiến lược gia nào muốn thử sức, và cùng chờ đợi xem triều đại mới của Lữ Đoàn Đỏ sẽ được kế nhiệm bởi nhân vật cộm cán nào đây.